Rồi xin chào các bạn đã trở lại với channel mình nha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm một cái video nữa hướng dẫn các bạn cách xác định cái dòng laptop nó bị chạm nguồn như thế nào nha các bạn. Đó. Rồi thì hôm nay mình vừa mới nhận một con máy của khách nè. Thì khách bảo là không lên, ghim sạc vô là cúp. Đó. Nhiều khách ở nhà không biết cái khách là cái chị đó đi mua cục sạc trên mạng về rồi cũng không được luôn, cứ nghĩ là cục sạc hư. Nhưng mà thực sự là cái máy nó bị chạm nguồn đó. Thì bây giờ mình sẽ quay video lại hướng dẫn các bạn cách xác định là cái máy như thế nào gọi là chạm nguồn nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ gắn đây là dòng laptop Dell đó. Thì các bạn nếu mà các bạn xài dòng máy khác thì bạn phải ghim đúng sạc của nó nha. Đây là thông số của cục sạc, đây sạc Dell, máy Dell nha các bạn. Rồi thường thì các bạn trên cái mỗi cục sạc nó sẽ có một cái tín hiệu đèn, tại cái dòng sạc này nó sẽ có đèn tín hiệu bằng cái giắc cắm nha. Còn có những dòng sạc khác thì trên cục sạc nó sẽ có một cái đèn đó, các bạn để những cái dòng laptop thường sạc nó sẽ có cái đèn nhỏ đây, nó báo là điểm sạc vào nó có tín hiệu đèn đó. Khi các bạn gắn cái nguồn sạc vào ở đây mình, cái sạc này là nó có tín hiệu rồi nha, có điện nha. Đây thì mình sẽ ghim vào, đây là máy đeo nha các bạn, nó mình sẽ ghim với jack sạc vào nè. Đó, khi mình ghim vô đèn nó tắt các bạn thả ra đó, các bạn để hồi là các bạn rút nguồn ra, các bạn gắn lại nè là đèn sáng lại nè. Cái này là do cái máy nó chạm nguồn nha các bạn. Đó. Khi cái máy chạm nguồn các bạn gắn sạc vào là nó sẽ bị cúp cúp sạc. Đó. Máy không lên do nó chạm nguồn rồi. Gắn sạc vô là nó cúp. Đó. Khi mà cái tình trạng của các bạn mà gặp như vậy thì các bạn nên, nếu mà bạn biết sửa thì bạn tháo ra. Còn đối với những người dùng thì mình khuyên các bạn là nên đem ra cửa hàng uy tín hoặc là cái trung tâm dịch vụ sửa chữa máy tính để người ta kiểm tra và người ta sửa. Ở đây là cái phần main trên cái laptop nó bị chạm nguồn rồi. Đó. Nhiều bạn cứ nghĩ là sạc hư nha. Ở đây mà các bạn ghim vô máy mà nó cúp nè. Đó. Là cái máy của bạn nó bị chạm nguồn cho nên nó mới bị cúp sạc nha, chứ không phải là cục sạc hư nha. Đó, mình xác định rõ. Đó, khi các bạn gặp cái tình trạng như vậy thì các bạn nên đem tới cửa hàng hoặc là chỗ nó sửa uy tín đó các bạn. Tới đó bạn sửa. Đó. Nhiều bạn không biết rồi, các bạn cứ nghĩ là cục sạc hư khi đặt mua sạc rồi đi mua tới mua lui. Tại khi bạn mua sạc rồi bạn đâu trả được đâu. Lại tốn tiền thêm một cục sạc nữa. Đó thì bây giờ mình sẽ tháo ra mình sửa main trên laptop nha. Tại vì cái laptop này nó bị chạm nguồn rồi. Giờ phải tháo ra sửa main. Thì video này thì chỉ giúp các bạn xác định được cái lỗi nó bị chạm nguồn trên cái dòng laptop Dell nha. Thì video đến đây cũng đã kết thúc. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì các bạn có thể cho mình like và nhấn vào chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất trên kênh của mình nhé các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé.